phát dạ. Tại sao em lại thích dán bướm? Dạ tại vì em thấy em xinh đẹp và đẹp để những cái bướm này đó anh. Anh bướm. Ủa mà em để cái cánh bướm mà sao người yêu em quen 7 năm mà em mới chia tay có ngày mà em có người yêu khác rồi. Nói gì á? À, có đâu. Anh nghe con Dương nó nói là em đi rạp chiếu phim nắm tay người yêu đúng không? Trời ơi, thì có, thì mình cũng phải dự phòng cho bản thân mình vài người chứ anh. Thì sơ cua rồi đó. Sơ cua. Mà em làm vậy người yêu em có đau lòng không? Em có nói cho người yêu em biết thì em chấp nhận mới được chứ. Nhưng mà nếu em nói vậy xong người yêu em nói là tự nhiên vô làm công ty của anh Tứ, xong rồi cuối cùng bây giờ tự nhiên đi lăng nhăng người này người kia thì có phải mất cái uy tín của anh không? Không, cái đó là uy tín của em nghĩ là kiểu như là mỗi người một tính đó, anh đâu có thể mà quyết định cái cuộc sống đời tư của em được anh ha. Vậy em cảm thấy công ty mình có phù hợp cho em cho cái con những cái người mà bạn lăng loài như em không? Dạ anh chấp nhận thì em vẫn còn ở đây nè. Bây giờ chứ em có thích công ty mình không? Dạ em rất là thích công ty của mình. Tại sao? Dạ môi trường làm việc vui vẻ, mọi người vui vẻ hòa đồng nè. Có người ship tâm lý nè. Em có thể nói về trình độ học vấn của em cho mọi người nghe không? Em thì học trình độ học vấn là em học đại học tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Cần Thơ. Rồi em có vài cái bằng nước ngoài á. Ví dụ? Bài bằng khen của nước Đức nè, tập đoàn, rồi một số tập đoàn của Hansen hay là một số tập đoàn của Singapore. Em được học bổng với lại điều kiện cho học bổng là xin giỏi vậy thôi. Những nước nào em đã đi qua? Có hình như là 6 nước. Hồi từ nhỏ tới giờ thì đi cũng nhiều nước rồi. Khoảng 6 nước. Ý là đi những nước đó theo diện gì? À dạng như là được giao lưu văn hóa là từ nhỏ rồi. Là nhà nước cho đi? Dạ, của nhà trường với lại một số quỹ học bổng cho đi. Ví dụ là nước nào? Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc. Quên rồi ta. Hình như là Myanmar. Dạ, okay. Nhưng mà nếu mà cái trình độ học vấn của em vậy rồi em được giao lưu nhiều như vậy mà tự nhiên em vô công ty mình em đi làm cái nghề mà phải đứng từ trên dưới giờ giấy bẩn thỉu vậy thì em cảm thấy như thế nào? Dạ em thấy thì mỗi người thì xuất phát điểm nó khác nhau. Nhu cầu tìm hiểu ví dụ như là em còn trẻ này, em bây giờ em đang hết sự kiện thì em đi tìm hiểu mấy sự kiện này. Dù cho khó cực thì em phải chấp nhận thôi. Nhưng mà anh Tứ có khó không? Dạ anh Tứ cũng thì đương nhiên trong công việc thì sếp thì mong muốn công việc nó sẽ cầu toàn thì đương nhiên sẽ khó trong lúc công việc. Nói thẳng đi là khó không? Khó.